Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay mình sẽ like một cái đề tài vấn đề nghỉ hưu người Việt mình. Tôi thấy ở trên mạng có những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Tụi nó cho nói rằng ở Việt Nam người Việt Nam nghỉ hưu, những người già ở Việt Nam họ nghỉ hưu, họ không có cuộc sống ổn định. Nó thật sự ra ở Việt Nam á, những người già ở Việt Nam họ đâu có đóng tiền hưu giống như bên Mỹ đâu anh chị các bạn. Hoặc những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, nó nói rằng 75% những người già ở Việt Nam tuổi già mà họ không có lãnh được tiền hưu, họ phải tự sống lấy. Việt Nam mình hồi nào giờ thì nó là bình thường là như vậy rồi. Cái mô hình xã hội Việt Nam các bạn thấy đó, về vấn đề hưu trí, ngoại trừ mình làm cho cơ quan nhà nước hay là làm cho những cái công ty mà đóng cái bảo hiểm hưu trí trong đó thì về già mới có thôi, còn không thì làm cho chính phủ, cơ quan nhà nước thì được những cái ưu đãi chính sách của chính phủ dành cho cán bộ mới có thôi. Nhưng mà các bạn biết, nếu mà cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước nó đem cái hình ảnh đó, các bạn thấy nó nói là những người già ở Việt Nam sống đơn chiếc. Cái mô hình xã hội Việt Nam là nó tự cung tự cầu và tự cấp bao đời nay, bởi vì cha mẹ ở Việt Nam họ nuôi con cái như vậy nữa, rồi con cái lớn lên rồi thì báo hiếu cho cha mẹ. Các bạn biết ở bên Mỹ này đó, người dân Mỹ họ làm họ đóng thuế lợi tức là khác nữa, còn thuế đóng cái thuế mà bảo hiểm xã hội để cho hưu trí là khác nữa. Đó là hồi cái thời của ông Trump á, nếu mà ông làm nhiệm kỳ tới này á, là ông sẽ xóa cái đó. Ông nói cái đó là không có công bằng cho dân Mỹ, tại vì dân Mỹ đã đóng thuế lợi tức rồi mà còn phải đóng thuế cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm mà lương hưu trí nữa. Mà các bạn biết cái lương hưu trí của Mỹ hiện nay thì về cái quỹ phúc lợi xã hội đó nó gần như là cạn kiệt. Nó cảnh cáo là tới năm 2020 mấy tôi quên rồi, là chính phủ không còn khả năng để trả tiền cho những cái người hưu trí nữa. Và nhiều người hiện nay trên đất Mỹ hơn 70% những người mà dân họ làm họ đóng thuế vào cho cái tiền hưu trí đó, anh chị các bạn biết, họ không có khả năng họ nghỉ hưu, họ đóng vô rồi họ không lấy nổi. Rất số tiền mà họ đóng đó, nó lạm phát và kinh tế đó, giật giá leo thang đó, họ không có đủ khả năng để mà chi phí cho cuộc sống hàng ngày. Cho nên cũng có những người hưu trí, các bạn biết họ, cho nên họ khi mà họ còn làm cho công ty đó, công ty hay cơ quan nhà nước đó, họ mua cái 401k, cái đó là nó gọi là cái tiết kiệm để dành. Nó gần như là một cái cổ phiếu của công ty đó. Rồi tụi công ty đó nó lấy cái tiền đó nó đầu tư cho nhân viên để sau này nhân viên về nghỉ hưu có được cái tiền đó để phụ vào trong cái tiền hưu trí. Tại vì nhiều cái tiền hưu trí nó không có đủ. Đó là lý do hiện nay tại sao ở trên đất Mỹ hàng trăm ngàn người trên, có nó là hàng triệu người trên 85 tuổi nước Mỹ họ vẫn phải đi làm. Tại vì họ nghỉ hưu, họ tiền hưu họ đóng các bạn, nó không có đủ vào, tại vì cái lạm phát nó cứ tăng dần. Rồi đời sống vật giá rồi chi phí quá lớn đi, nó cứ thay đổi. Như tôi nói chị các bạn, hồi năm ngoái tôi đi rửa xe đó, chiếc xe tôi chạy nè, vô máy nó tự động, mình chỉ ngồi xe mình chạy vô cái máy thôi, chiếc xe mình chạy vô cái máy nó có 3 đồng à. Mà hồi nãy tôi mới đi rửa thì nè, tôi nói tôi chỉ muốn rửa 3 đồng thôi, tại tôi rửa sơ vậy thôi à, mình ngồi trên xe mình chui qua cái máy nó rửa thôi, có 3 đồng thôi. Hồi nãy tôi vô nó nói tao muốn rửa 3 đồng à, tôi đi mấy tháng về nó nói là bữa nay 3 đồng hết rồi, phải 5 đồng mới rửa được chiếc xe. Nói ô vậy hả? Tại vì các bạn biết lạm phát nó tăng dùng dục, thành ra những cái tiền hưu trí mặc dù người dân Mỹ họ đóng dã man lắm các bạn, họ đóng khủng khiếp lắm. Ai mà không có chịu để dành tiền đó, rồi về hưu lạng quạng đi làm cho cơ quan nhà nước hay là làm cho công ty đồ cũng vậy, về khi tuổi tuổi hưu đó không có đủ sống.
Bởi vậy nhiều người họ phải để dành tiền, họ bỏ vô 401k. Nó bên Mỹ này nó có cái 401k là một cái quỹ, cái quỹ đó quỹ về hưu, cho đó là tự mình mua, mình bỏ tiền vô đó, mình làm mỗi tháng mình chích ra 10% hay bao nhiêu tiền đó, mình bỏ vào trong đó, mình bỏ vào trong cái cổ phần của cái công ty đó, nó sẽ đi đầu tư cho mình. Nó có những cái cổ phần về dành cho những cái tài khoản chương mục về nghỉ hưu đó, như thằng T. Rowe Price, cái thằng đó nó chuyên lo về cái quỹ hưu trí, là mình phải bỏ vô trong cái tiết kiệm đó rồi đó, rồi nó để dành cho mình, nó lấy tiền đó nó đầu tư, nó bỏ vào chứng khoán, nó kiếm chỗ nào đó nó đầu tư những cái chương mục mà tiết kiệm mà an toàn đó, nó không có lời nhiều mà nó an toàn. Còn không có nhiều người, các bạn biết họ đi làm đó, rồi công ty họ tạo cơ hội cho nhân viên đó, họ làm rồi họ thay vì họ lãnh lương ra hết cái phần lương của họ, họ đóng thuế, đóng quỹ bảo hiểm xã hội, rồi tiền hưu tiền này kia hết, bảo hiểm y tế rồi cái này nọ, rồi họ chích ra một phần nữa, rồi họ lấy cái tiền của họ, cái lợi tức của họ, họ đầu tư ngược vào trong cái cổ phiếu, là họ mua cái cổ phiếu của công ty. Thì những người đó, các bạn biết họ nhầm những cái công ty lớn đó nha, tôi nói làm như Apple hay Amazon hay là hàng Starbucks hay là hàng Stella hay là Honeywell vân vân, những công ty lớn á, những cái cổ phiếu nó mạnh, thì khi mà công ty của nó mà lên dùng dục á, thì khi về già thì những người đó họ có được một số tiền. Bởi vậy khi mà tôi lên mạng tôi tranh luận với một số những thành phần nó xuyên tạc chống phá đất nước đó, tôi cũng đưa ra những cái bằng chứng nó đó, thì nó nói rằng ô, những người nghỉ hưu bên Mỹ có những người có tiền triệu luôn, cái đó là chuyện bình thường. Tại vì sao? Người ta đã đầu tư từ khi người ta mới đi làm rồi. Các bạn biết cái tiền hưu trí của Mỹ đó, anh làm càng nhiều thì cái tiền hưu trí của anh nó sẽ dồn vào trong cái quỹ đó cho anh, tại anh đóng nhiều vào, và hàng năm cái sở phúc lợi xã hội đó, bên Social Security đó, nó sở phúc lợi bên nó bên về phúc lợi xã hội Việt Nam mình, nó kiểu giống như là bên thương binh xã hội á, thì nó gửi về, nó nói năm nay nè anh đã đóng được bao nhiêu tiền này, và nếu anh nghỉ hưu ở cái tuổi 59 hay là 63 hay là 65 thì anh sẽ lãnh được bao nhiêu đây, còn anh nghỉ hưu sớm quá thì lãnh rất là ít. Nó cho mình biết mình phải đóng vào. Cho nên những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, các bạn thấy tụi nó rất là khốn nạn, nó đem những cái chuyện mà người già ở Việt Nam họ nghỉ hưu họ không được lãnh tiền chính phủ. Ở Việt Nam đời sống vật giá nó thấp, và những cái người cha mẹ đó nhiều khi họ không muốn ở nhà, nhiều người họ thích đi ra đường. Tôi nói có nhiều ông cụ, ông buồn quá ông xách cái, tôi về Việt Nam tôi thấy ông buồn quá ông xách cái túi ông đi ra ông xin ăn, con cái nó biết được nó chở ông về, ông nói chở nhà buồn quá ông đi lang thang ông xin ăn ông đi xin tiền người ta vậy đó, ông xin tiền người ta nhiều khi rồi cái ông không biết làm gì, nhiều khi ông cái ông đi làm từ thiện. Nó có nhiều cái nó thú vị, cái xã hội Việt Nam nó tự cung tự cầu và tự cấp. Cho nên cái tụi chống cộng mà ở bên Mỹ này chị bạn, cái sự xảo trá của nó là gì? Nó lấy những hình ảnh của những người già lớn tuổi hay một số những người đi ăn xin ăn mài, và nó đánh giá, nó đánh đồng vào cái thể chế, và nó cho rằng đó là cái thể chế không có lo cho dân. Thật sự ra thì Việt Nam mình, các bạn thấy về cái mưu cầu, như cái lối sống xã hội mưu cầu của người dân, nó hoàn toàn khác với lại những cái quốc gia mà phát triển. Ở những quốc gia phát triển đó, nó quản lý con người ta rất là chặt chẽ, nó dùng cái số an sinh xã hội, mà hiện nay Việt Nam mình đang tiến hành cái gọi là căn cước đó, cái số căn cước công dân đó, khi mà mình đã đồng bộ hết rồi đó, thì lúc đó cái xã hội nó sẽ vung bằng lại để chính phủ sẽ thống kê, sẽ tìm hiểu để làm sao cho nó vung bằng trong cái xã hội của người dân, ở biết cái khu vực nào, sự thu nhập của họ và đời sống của họ, và người ta có thể analyze, người ta có thể đánh giá được những cái khu vực đó, vùng nông thôn đó cần hỗ trợ cái gì. Còn bên Mỹ các bạn biết nó hiểu, nó biết hết, nhưng mà không phải chỗ nào nó cũng giúp hết đồng bộ đâu. Có những người sống ở vùng ngoại ô họ rất là vất vả,
trăm bề khó khăn. Và có những người già lớn tuổi bên Mỹ, các bạn biết khi về già đó, họ đơn chiếc, neo đơn đó, họ vô trong viện lão, họ ở trong đó một mình lủi thủi vậy. Bởi vì khi mà các bạn thấy khi có những biến cố đại bệnh dịch Covid vừa rồi vậy, nó đánh rất mạnh vào trong những cái người già này, tại vì họ rất là neo đơn. Hàng Mỹ nó buông lỏng luôn, nó buông lỏng cho cái nhóm người già này. Tôi nói nó hơi quá đáng, chết bao nhiêu hay bao nhiêu, nó tàn nhẫn đến độ như vậy. Chứ nói cho các bạn biết, ngay cả cái ông thống đốc của bang Texas tuyên bố hồi lúc bệnh dịch mới vừa bùng phát, nó lên tin tức, nó nhá một cái xong rồi là các bạn biết nó rút xuống liền, tại vì dân nó chửi ông quá chừng luôn. Ông nói là cái bệnh dịch Covid này nó help, là nó giúp cái nền kinh tế Mỹ, để vì những cái người mà có bệnh nền và những người già đó chết đi bớt, để đặng mà ông chính phủ ông không phải gánh những gánh nặng. Tại vì hiện nay thằng Mỹ nó, các bạn biết, nó gọi là baby boomer, tại những cái thành phần mà nghỉ hưu đó quá lớn đi, mà ông chính phủ ông cạn kiệt, ông gần cạn kiệt cái quỹ đó rồi, ông nợ cái quỹ đó rồi, ông phải vay đầu này vay đầu nọ, ông đã xài hết cái quỹ đó rồi, ông chèn bên này, ông mượn cái quỹ đó ông xài hết, cho nên ông trả cho những cái người về hưu đó phải lấy bên này vay bên nọ rồi cấn bên kia. Cho nên cái số mà các bạn thấy mấy trăm ngàn người Mỹ chết, đại đa số là những người già và những người bệnh tật, những người bệnh nền. Cho nên những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, nó chỉ nhìn một cái mặt trái nào của xã hội Việt Nam. Thường thì nó lấy những cái hình ảnh đó, các bạn biết, nó đưa lên mạng. Gần đây thì tôi tham gia cái diễn đàn thì chính trị kinh tế hai gì đó, có một số anh em nào lập ra đó, thì tôi vào đó, tôi thấy cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước nó cực kỳ khốn nạn, nó quá ư là khốn nạn. Sự khốn nạn của nó rất là khủng khiếp, nó không từ bỏ mọi thủ đoạn nào hết. Thì tôi cũng có phản biện lại tụi nó, đưa những cái bằng chứng cho nó. Tôi nói thằng bố Mỹ của tôi bay cũng đâu còn tệ hại hơn nữa. Các bạn thấy nước Mỹ, thấy nó như vậy đó, bên ngoài các bạn nhìn thấy nó. Tôi mà live stream mà tôi quay nước Mỹ các bạn, mà tôi mà kiểu mà tôi cồn Mỹ tôi quay, các bạn không mê nó chết luôn. Tôi quay mấy cái khu mà dân giàu nó ở đó, không mê nó chết, tôi nói thật. Mà tôi quay mấy cái khu mà dân nghèo mà nghèo mà tôi nói ở Việt Nam kiếm không ra, những cái khu dân nghèo. Bởi hồi đó, hồi lúc trước tôi quay mà mấy cái tụi chống cộng ở bên Mỹ này nó không thích, nó tấn công tôi ào ạt. Hồi lúc đó, hồi năm 2018 nó tấn công tôi rất là ào ạt, bởi vì nó không chấp nhận được những cái sự thật đó. Nó cuồng thằng Mỹ, nó che đậy những cái sự xấu xa đó, mà nó quay về Việt Nam thì nó bới lông tìm vết, nó vạch lá tìm sao. Cho nên hôm nay Lợi Minh thấy cái đề tài mà người nghỉ hưu ở Việt Nam và đánh giá người nghỉ hưu Việt Nam và người nghỉ hưu ở bên Mỹ có sự khác biệt nhau một trời một vực. Ở bên Mỹ các bạn biết, những người nghỉ hưu đi làm á, người ta đóng thế, bất cứ những người nào đi làm là phải đóng thế vào cái quỹ hưu trí. Đó là một cái điều mà ngay cả ông Trump mà thời ông còn làm tổng thống, ông có cái hoạch định là ông sẽ xóa sổ cái thuế đó, tại vì ông nói không có công bằng cho dân Mỹ. Ông nói rằng cái đó không có công bằng. Tại sao dân Mỹ phải đóng tiền lợi tức từ 29 đến 39% và biết bao nhiêu những cái thuế khác, mà lại còn phải đóng thêm một cái bảo hiểm xã hội nữa? Cho cái bảo hiểm đó là cho chính phủ liên bang. Các bạn thấy, đóng thuế bên Mỹ, đóng thuế lợi tức cho chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang nữa. Rồi nó trong cái mà mình đi làm, một cái người mà đi làm bên Mỹ á, cầm cái check đi làm về nhà, các bạn làm 100 đồng check về nhà, nếu mà làm cho công ty nha, về nhà các bạn còn lại khoảng chừng, tôi nói khoảng chừng 50 đồng, 60 đồng, hơn 50 đồng là dữ lắm. Bảo hiểm nè, rồi bảo hiểm y tế nè, rồi bảo hiểm phúc lợi xã hội nè, rồi thuế lợi tức của tiểu bang nè, thuế lợi tức liên bang nè, thành ra họ đóng vào đó. Cho nên cái mô hình mà phúc lợi xã hội Mỹ nó rất là lớn, nó lấy cái tiền đó nó chi phí vào những cái
welfare food stamp, những cái mà trợ cấp xã hội đồ đó cho những người già, những người nghèo, nó lấy của thằng này nó chia thằng kia. Cho nên vấn đề người già ở bên Mỹ thì tôi nói gì các bạn, họ vất vả trăm bề, họ neo đơn lắm. Hồi đó tôi cũng có quen với hai ông bà cụ này tên là cụ Hội. Ông ở bên Pháp, ông qua Mỹ, các bạn biết ông qua Mỹ rồi ông định cư, thì con ông ở bên Mỹ nè. Hai ông bà ấy thương lắm, tám mấy tuổi rồi mà ở trong dưỡng lão đó. Ngày nào tôi đi ngang vô ông đó tôi cũng ghé thăm ông bà, mừng lắm, chở đi chơi đồ này kia. Họ neo đơn lắm, tại vì họ đâu có làm, đâu có lãnh lương được bao nhiêu đâu, và nó buồn tẻ lắm. Tối ngày ở trong cái dưỡng lão, cái nhà không, rồi con cái của ông bà tụi nó là bác sĩ kỹ sư mà nó cũng không có thiệt, nó sống theo Mỹ, nó cũng chẳng bao giờ nhìn ngó tới ông già, bà già, ông già nó nữa. Tới chừng ổng chết rồi nó về nó làm đám ma cho ổng vậy thôi. Còn mình ở Việt Nam mình qua, mình còn cái mang cái tính cách mà dân tộc, mình còn kính trọng người già đó, thấy họ thấy thương lắm. Nhưng nhất là những cái người già Việt Nam mình mà qua Mỹ, họ neo đơn lắm anh chị các bạn ơi. Tiền lương, nói về tiền hưu của họ, có nhiều ông như mấy ông đi HO á, qua bảy mấy tuổi qua cũng lãnh hưu. Hỏi các bạn chứ lãnh có tháng có 300 đô à, lãnh tượng trưng thôi à, tại họ đâu có đóng đâu, cái lãnh cái đó nó gọi là lãnh tượng trưng thôi à. Có nhiều ông chịu không nổi về Việt Nam lại nhiều lắm á. Ở bên tiểu bang tôi ở tôi biết nhiều ông, tôi không muốn nói tên nó mất công mà tụi nó biết, nó gọi tôi nó chửi đúng không, tại vì tôi cũng chơi tụi nó tôi biết đó. Mấy ông về Việt Nam tốt, đưa con qua bên này rồi về, tại tiền hưu có 300 đồng, hỏi các bạn chứ làm sao sống nổi, không đóng làm sao có. Cho nên đem so sánh về vấn đề hưu trí với Việt Nam thì ngay cả cho những người Việt ở bên Mỹ này, các bạn thấy ở bên Cali cũng vậy, có nhiều người già họ qua Mỹ, họ già họ lớn tuổi rồi, họ đâu có đóng vào cái tiền lợi phúc lợi xã hội về hưu trí đâu. Cho nên như ở nhà đó họ trồng rau, trồng cải, trồng cái này cái kia, họ bưng ra ngoài mấy cái khu chợ Việt Nam á, ngồi mấy góc á họ bán, họ kiếm thêm tiền, họ kiếm thêm chút tiền để đặng mà phụ với con cháu. Tại ở nhà như vậy thì họ cảm thấy bị nó buồn và họ thấy tủi thân vậy đó. Ở bên Mỹ nhiều bà già ngồi ở ngoài mấy góc phố, nhiều khi họ trồng được mớ rau hay là cải rồi nãy kia đó, họ bỏ lên giống túi đó, ra ngoài mấy cái góc chợ đó ngồi bán. Rồi nhiều khi những người Việt mình họ đi chợ họ thấy gì họ thương, mấy người già họ thương, họ mua, họ ủng hộ. Ở trên mạng thiếu gì, trên mạng YouTube thì thiếu gì, các bạn thấy. Còn mấy cái đám mà xin tạc chống phá đất nước, nó khốn nạn của nó, tôi nói nó khốn nạn đến tột cùng. Nó đi tìm những cái hình ảnh ở Việt Nam, một người ăn xin hay là một người già cặm cụi đi bán vé số hay này nọ. Các bạn biết những cái mô hình xã hội Việt Nam nó tự cung tự cầu tự cấp à, mà những người đó người ta sống, người ta không có than trách, người ta không than trách chính phủ. Tại vì người ta hồi nào giờ người ta đâu có đóng cái gì vào trong phúc lợi xã hội đâu mà người ta đòi chính phủ phải lo cho họ để họ được hưởng cái tiền lương hưu đó. Mà hiện nay nha các bạn, theo tôi biết, tại vì má tôi năm nay cũng, các bạn mình về đến nhà con đường này nó con đường đất con đường đất nó nhảy như xe ngựa vậy nó nhảy mình chạy hành ra nó kêu nó nhảy đúng đúng đúng. Các bạn thấy là ở Mỹ đó, mấy chục năm là nó có xây đường đâu, tại vì mấy cái khu này gọi là khu tư nhân, mình chấp nhận sống như vậy à, đường xá là tự làm không á. Như nhà mình có máy cài thì nó lỗi chổi thì mình đã ra mình cài cho nó bằng. Ông chính phủ ổng đâu có làm cho mình đâu. Khi nào mà những cái khu mà nó xây sẵn rồi đó, các bạn biết nó xây sẵn rồi đó thì đâu qua đó, nhưng mà đóng thuế vô đó ở thì đóng thuế cao hơn. Để các bạn thấy bên Mỹ mà, ở nước ngoài cái gì cũng vậy, anh muốn hưởng là anh phải trả cái đồng tiền đó anh mới có. Các bạn thấy mỗi lần mà tôi chỉ về đến nhà đó xe nó chạy đúng 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 đúng
mình về nó đổi cái wifi, nãy mình quên tắt cái wifi xài 3G liên tục á, thì nó không có chuyển đổi, nó bị rớt mạng. Vô đây nó chuyển qua wifi nhà đó, cái nó rớt. Các bạn thấy ở bên Mỹ tiền nào của nấy, không có ai mà thằng Mỹ tự nhiên nó cho mình chân á. Các bạn thấy đất đai, nhà cửa, đường xá tôi ở gì nữa, mình chấp nhận mình ở những cái khu như vậy, mình giảm được cái phần thế à. Còn mà ông chính phủ mà ông ra ông xây đường xây lộ lên đó à, là ông đánh thế nhà, ông đánh thế bất động sản cao lên, ông đóng cao lên để đặng mà ông bù vào những cái mà ông tu bổ. Còn những cái người mà nghĩ làm tiền hưu bên Mỹ cũng vậy, họ đóng vào họ mới có, họ không đóng vào làm sao mà hưởng, mà sao mà có được. Mấy các bạn thấy hôm về tới nhà rồi đi mua dầu về đổ chiếc máy cài, mình cài đất mình đi không rầy về cây rồi nó ngã đất đai rồi mưa nữa. Mình phải làm anh chị các bạn, ở Mỹ thì các bạn thấy cái gì cũng vậy, mình phải làm rồi đóng vào trong cái quỹ đó nào đó thì mình mới có được cái đó. Hello Jackie boy, yeah my boy. Đi mình mới có chứ các bạn thấy, chứ đâu phải hello đi sắp bôi. Các bạn thấy cái ở đất Mỹ được mấy cái tụi mà chiên tạc chống phá đất nước, đừng nghe lời tụi nó nổ lắm, nó nói toàn là nó xạo mà, nó photoshop rồi nó đi lục mấy cái hình ảnh của những người nghèo ở Việt Nam. Chàng ơi, tôi mà lái xe chút xíu các bạn thấy tôi quay mấy khu nghèo của người Việt Nam họ sống thấy thương lắm. Chàng ơi, họ sống mấy mùa đông mùa lạnh, nhiều khi họ không có máy sưởi, máy điều hòa rồi, nhà cửa thì bên này họ giá, bên kia họ giá, bên nọ. Tôi nói đi ra mấy cái vùng ngoại ô kìa, nó còn thê thảm. Tới mấy cái khu mà khu mấy dân nghèo nó ở, tôi nói chị có ăn với nó còn thê thảm lắm. Còn chuyện hưu trí rồi ở Mỹ, anh đóng anh mới có, anh không đóng thì anh cũng ăn mày thôi, anh cũng ăn mày thôi chứ chẳng có gì cả. Thôi mình lại mình bye nha. Xin chào anh chị các bạn nha ba. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ok, Facebook kia của mình bị tụi nó hack rồi, cho nên mình xài cái Facebook này anh chị các bạn nha. Bye bye.